Alo, chào các bạn nhé. Lớp này như dạy dạy nhiều rồi đúng không nhỉ? Thấy nhiều bạn quen lắm. Các bạn ăn sáng chưa? Chưa thầy ơi. Mình lại có một cái kỳ kỳ học không được lên trường rồi nhỉ? Chắc kỳ này khó mà có thể lên trường được. Ký túc xá trường mình giờ chắc đầy người cách ly đấy nhỉ? Em đọc báo thấy khu thanh xuân chuyển đến đấy hết. Nguyên khu thanh xuân hơn 1.000 người chuyển đến đấy mà. Rồi, thế chúng ta sẽ làm việc với nhau trong cái môn XML này, chưa? Về cái tài liệu học tập thì chúng ta có thể lên trên CMS chúng ta lấy nhá. Trên CMS đã có đầy đủ hết tài liệu học tập cho các bạn rồi. Các bạn lên các bạn search PRX 301 nhé. Thì ở trên này đã có đầy đủ slide với lại các cái bài practice cho các bạn rồi. Cũng có cũng bài nào mà có example thì tôi cũng đã up cả example lên cho các bạn nhé. Đầy đủ hết rồi đây. Trên này chúng ta cũng có syllabus nhé. Các bạn có thể lên đây lấy cái syllabus về. Rồi, thích chúng ta xem ngó qua một cái course introduction các anh nhỉ. Cái môn này thì mục đích của nó là chúng là làm quen với lại cái việc sử dụng XML như thế nào. Trong cái môn này thì chúng ta sẽ có hai à, ba phần chính. Ba phần chính, phần thứ nhất là phần basic XML, là cái phần mà chúng ta sẽ có cái concept đầu tiên căn bản về XML và các cái phương pháp để chúng ta validating được cái một cái file XML, xem là cái file đấy nó có đúng có chuẩn tắc hay không. Cái phương pháp để chúng ta có thể viết ra được cái rule, các cái luật để những cái người thêm cái dữ liệu vào cho cái file XML đấy phải tuân theo đúng cái rule mà chúng ta muốn đặt ra, để đảm bảo rằng tất cả mọi người khi mà đưa thêm cái dữ liệu vào file XML là phải đúng theo cái chuẩn tắc của chúng ta muốn, theo một cái cấu trúc nhất định, giống như gọi là chúng ta thiết kế một cái database vậy. Khi các bạn là thiết kế một cái database thì các bạn cũng sẽ phải có một cái rule là chúng ta có bao nhiêu cái entity bao nhiêu cái object, bao nhiêu cái những object có những cái trường gì thì bao nhiêu cái bảng, chúng ta cũng sẽ có những cái rule. Thế thì ở đây email chúng ta cũng có thể làm được như thế. Chúng ta thiết kế một cái có thể thiết kế một cái cơ sở dữ liệu sử dụng email. Ok, để tôi mở record đi. Ok, môn này thì cũng chẳng có record đâu mà. Về căn bản thì cái môn này nó học nhàn lắm.
có thể nói là cái môn này là cái môn mà học nhàn nhất trong các cái môn của các bạn luôn. Rất là thông thả luôn. Chúng ta có 30 slot thì có đến gần một nửa trong đó là chúng ta làm practice. Nó không không có nhiều lý thuyết, nó chỉ có khoảng mười mấy bài thôi. Chúng ta cũng có một bài lecture thì sẽ có một bài practice. Thì hôm nay cũng thế, hôm nay chúng ta sẽ có hai slot. Thì slot đầu tiên là chúng ta sẽ là lecture đầu tiên để có concept về email, sau đó lecture thứ hai chúng ta ngồi chúng ta làm cái practice thôi. Cái môn này thì cái lý thuyết nó trồng chéo rất là nhiều, các bạn đa phần đã học rồi. Rồi thì đây là cái phần thứ nhất là cái phần về concept và cái và các việc thiết kế cái cơ sở dữ liệu sử dụng email. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có khả năng biểu thị được một cái file email trên browser bằng nhiều cách. Ở đây có thể dùng CSS, XML để chúng ta có thể hiển thị được một file XML trên browser giống như một cái website vậy. Thì đây là phần đầu tiên về basic email. Phần thứ hai là phần advanced XML, cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng các cái parser để chúng ta có khả năng lấy được dữ liệu từ một cái file XML ra, và cũng khi chúng ta có một cái dữ liệu chúng ta cũng phải đẩy vào cho dữ liệu trong XML thì chúng ta có thể có những cái parser. Thì ở đây chúng ta có khá là nhiều cái loại parser, cụ thể là chúng ta khoảng 5 cái loại parser chúng ta được học trong chương trình chúng ta. Chúng ta có DON, SACK, STACK, rồi ZXB, đó. Có mấy cái loại parser đó chúng ta sẽ được học xong nhé. Và cái phần cuối cùng của chúng ta ở đây đó là cái phần mà chúng ta sẽ có một chút nữa liên quan đến JavaScript ở phần cuối cùng của cái môn học này nhé. Về resource của cái môn học này thì chúng ta có một cái quyển sách XML Beaver, tôi cũng đã up lên trên CMS, các bạn có thể lên CMS các bạn lấy về đấy, XML Beaver đây. Ngoài ra thì các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn có thể tham khảo thêm trên một vài cái website. Nó cũng có khá là nhiều cái website mà nó làm tutorial cho XML, ví dụ như là trên trang Wikipedia School hoặc là trang Tutorial Point, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên những cái trang này. Công cụ những cái trang này rất là hay, ví dụ như là cái trang Wikipedia School thì nó có những cái try trade yourself, các bạn có thể làm ngay ở trên đấy, practice ngay trên đấy. Về cái learning environment để cài đặt cái môi trường để ta làm việc ấy, thì cái môn này nó có khá là nhiều cái môi trường chúng ta cần phải cài đặt. Tổng cộng chúng ta có 3 phần: advanced basic email, advanced XML và jQuery. Thì không phải jQuery mà là JavaScript. Thế thì mỗi một cái phần này trong này chúng ta lại còn cần phải có một cái môi trường để chúng ta code chúng ta làm. Ví dụ như là trong phần XML thì chúng ta phải có một cái công cụ để chúng ta gõ được XML. Thì đa phần các công cụ đều gõ được XML, thậm chí các bạn có thể dùng Notepad cũng được. Thế tuy nhiên mà nó thì chúng ta cần phải có một cái công cụ nào đó nó đủ mạnh để chúng ta hỗ trợ chúng ta làm việc nó dễ. Thì ở đây tôi sẽ cách các bạn dùng cái tool Oxygen. Phía trên CMS các bạn cũng có cái link của Oxygen ở đây. Đấy, các bạn có thể download về các bạn cài và dùng. Các bạn thích dùng binh gì cũng được, bởi vì là bản thân XML nó cái sản phẩm cuối cùng của nó đó là cái file XML thôi, cho nên là các bạn dùng cái gì của bạn làm cũng được, kể cả là Notepad cũng được. Tuy nhiên mà nó thì Notepad nó không không chuyên nghiệp cho cái việc sử dụng XML, cái Oxygen này là chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng NetBeans hoặc là dùng Visual Code, nó cũng hỗ trợ XML nhưng mà không mạnh lắm. Chúng ta đến cái phần thứ hai là cái phần các cái parser. Thì chúng ta sẽ học các cái parser thuộc về Java, cho nên ta sẽ cần code Java. Và code Java thì ở đây chúng ta sẽ, các bạn chắc là dùng quen NetBeans rồi, trường mình dùng NetBeans mà. Cho nên là chúng ta sẽ dùng NetBeans nhé, NetBeans để chúng ta code cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba thì chúng ta học JavaScript. Thì cũng giống như là cái phần thứ nhất vậy, cái mục đích của cái JavaScript là cái file JS, cho nên là cái gì code cũng được, các bạn có thể dùng Visual Code các bạn code cũng được, dùng NetBeans code cũng được. Thế nhưng mà tôi thích dùng cái công cụ JetBrains, JetBrains của Intel G, WebStorm của JetBrains. Cái này nó khá là mạnh cho cái việc code cái HTML và JavaScript.
Nếu mà bạn nào muốn thì có khả năng lên download cái phần mềm này, thì với cái tài khoản account của trường mình, account sinh viên của trường mình, thì có khả năng được đăng ký dùng 1 năm và sau đó có thể dùng miễn phí luôn. Hết 1 năm ta lại đi refresh lại cái đấy thì lại tiếp tục được dùng, cho nên là các bạn dùng thoải mái, thậm chí cũng chẳng cần phải đăng ký làm gì, bởi vì là cái phần cuối cùng, phần JavaScript nó cũng chỉ ngắn ngắn thôi, khoảng chục cái slot của chúng ta sẽ mất không đến 1 tháng đâu, các bạn dùng luôn bản trial được không sao. Đấy, cho nên cũng có khá là nhiều các cái môi trường để chúng ta code. Đấy. Thế còn chúng ta muốn hiển thị được cái HTML và JavaScript, chúng ta sẽ cần phải có browser. Thế thì ở đây chúng ta sẽ, tôi sẽ kết các bạn dùng Chrome và Microsoft Edge. Tốt nhất là đừng dùng cốc cốc nhé, đừng nên dùng cốc cốc, mấy cái trình duyệt nó không chính thống. Đó. Còn về điểm số của cái môn này, thế thì cái môn này chúng ta có tổng cộng 3 bài quiz và 3 bài assignment, mỗi một bài 10%, là vậy là 60%. 3 bài quiz và 3 bài assignment thì cứ tương ứng với lại 3 cái phần trong cái môn chương trình học của chúng ta, là basic HTML chúng ta có 1 bài, quiz 1 bài assignment, advanced HTML có 1 bài, quiz 1 bài assignment, và phần JavaScript cũng sẽ có 1 bài, quiz 1 bài assignment. Đấy. Về lịch trình thì thường thì các bài quiz nó diễn ra vào khoảng tuần 3, tuần 6 và tuần 10 nhé, tuần 3, tuần 6 và tuần 10. Tôi sẽ thông báo trước cái lịch quiz cho các bạn trước khoảng 1 tuần nhé, để các bạn biết được cái lịch quiz sớm. Kỳ này tầm giờ này thì chắc là các bạn sẽ nhưng mà bây giờ thì cũng có công ty nào cho đi đến đi đi làm được đúng không? Kỳ này có bạn nào đi làm bên ngoài không, có hợp đồng không? Cái điểm danh ấy. Có làm ở nhà vẫn làm ở nhà. Nhưng mà làm ở nhà thì vẫn vẫn theo dõi học được mà đúng không? Vâng. Cho nên là cái được ở nhà, cho nên là cái phần điểm danh thì cũng nên để ý nhé, đừng để nó vượt quá 20%, lúc đấy lại rất là phiền toái nhé. Về contact thì ở đây có contact, chắc là đa phần các bạn đã có contact của tôi rồi, từ kỳ trước rồi, cho nên là nếu mà đã chưa có thì có thể lấy đi lại cái contact này nhé. Tôi paste cái contact lên trên chat cho các bạn. Nhớ là gửi email thì gửi vào cái mail FE nhé, đừng gửi vào mail FPT, mail FPT có ít chi chết lắm nhé. Rồi, có ai thắc mắc gì về cái introduction của cái code này không nhỉ? Cái môn này thì yên tâm là chúng ta học nhàn lắm. Cứ một bài lecture lý thuyết lại có một bài practice, cho nên là học nhàn lắm. Mà practice thì chúng ta cũng không cần phải nộp nhé. Tôi sẽ cho các bạn làm thôi, không cần phải nộp nhé. Rồi, nếu như không có ai thắc mắc gì về cái phần introduction của cái này thì chúng ta sẽ đi vào cái lecture đầu tiên của chúng ta trong cái môn này. HTML overview. Trong này thì chúng ta sẽ có một vài cái vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một vài cái concept đầu tiên với HTML, cái concept đầu tiên với HTML. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái syntax khi chúng ta viết HTML thì phải có những cái quy tắc như thế nào để chúng ta có thể viết được cái file HTML cho nó chuẩn tắc. Và cái phần thứ ba là giới thiệu một chút về namespace, cái khái niệm về namespace trong HTML. Rồi, đầu tiên là overview về HTML thì chúng ta sẽ đi qua một chút về cái lịch sử hình thành của HTML. Nói về lịch sử hình thành của HTML thì chúng ta sẽ phải quay ngược lại một cái ngôn ngữ khác, đó là một cái ngôn ngữ GML, General Line Markup Language. Ngôn ngữ này được IBM và Oracle mà nghiên cứu và phát triển từ những năm đầu những năm 1970. Thì ngôn ngữ này được phát triển ra nhằm phục vụ cái mục đích đó là truyền tải dữ liệu trên internet. Chúng ta biết rằng là internet xuất phát từ khoảng những năm 69 và đầu những năm 70. Cho nên là khi internet ra đời thì người ta có một cái nhu cầu truyền tải dữ liệu trên internet.
và để truyền tải được dữ liệu thì người ta phải có một cái form mẫu, một cái format nào đó nhất nhất định để tất cả mọi người có chung cái format để có khả năng truyền tải bên truyền bên nhận đều đồng thống nhất với nhau. Thì đến khi đó mới ra đời được cái ngôn ngữ GML này. Thì sau đó thì cái ngôn ngữ GML này nó trở nên phổ biến bởi vì nó dùng rất là tốt cho cái việc truyền tải dữ liệu trên Internet ở thời kỳ đầu. Cho nên nó trở thành phổ biến và nó trở thành một cái ngôn ngữ đó là Standard Generalized Markup Language. Cái ngôn ngữ này là cái ngôn ngữ thủy tổ của tất cả các cái ngôn ngữ HTML bây giờ. Trong đó có HTML và XML của chúng ta. Cả hai cái ngôn ngữ mà chúng ta rất hay dùng bây giờ, HTML và HTML đều xuất phát từ cái ngôn ngữ HTML của ngày xưa. Đấy. Thế thì cái HTML nó cũng giống như HTML vậy, nó cho phép người dùng là tạo ra một cái tập tác để định nghĩa cái nội dung của cái document của họ. Ví dụ như là chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu về sinh viên thì chúng ta có khả năng định nghĩa cái tập tác của sinh viên. Chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu về một cái bookstore, chúng ta có khả năng lưu trữ định nghĩa cái tập tác cho bookstore. Ví dụ như là chúng ta có những cái tác riêng biệt về sách như là tên sách, rồi giá, rồi tác giả, năm xuất bản hay cái gì đó, chúng ta đều có thể tự định nghĩa ra được. Thì đa phần các cái chức năng này của HTML đều được kế thừa từ HTML ra. Đó. Và bản thân HTML nó cũng sẽ có một cái nó được một cái rule language để nó xác định là cái nội dung của một cái file HTML nó phải tuân theo cái rule như thế nào. Và hai cái file này nó phải phân biệt ra. Thế thì đến HTML thì cái này nó lại hơi khác một chút, là HTML thì cái phần phần thiết kế dữ liệu, coi như thiết kế cơ sở dữ liệu ấy, và dữ liệu nó còn nằm cùng trên một file luôn, khác cái hơi khác so với HTML một chút ở đây. HTML thì nó tách ra ở đây, spread file nó tách ra hai cái phần này, còn trong HTML thì nó có thể gộp hai cái thành một phần luôn, nằm luôn trong cái file HTML cũng được. Ngoài HTML ra thì HTML còn có một cái ngôn ngữ con nữa rất cũng rất là nổi tiếng và dùng nhiều, đó là HTML mà chúng ta biết rồi đúng không? Cái ngôn ngữ này cũng là một cái ngôn ngữ thuộc dạng markup language ở đây. HTML là thủy tổ của tất cả ngôn ngữ markup language mà. Thế tuy nhiên thì HTML nó hơi khác một chút so với lại những cái ngôn ngữ khác. Nó chủ yếu phục vụ cho cái việc là trình bày cái dữ liệu trên một cái browser. Và cái tập tác của HTML nó cũng là cố định. Mặc dù là HTML 5 thì nó cũng phép định nghĩa cái tập tác rồi. Thế tuy nhiên mà nó cũng còn giới hạn. Đa phần là HTML thì người ta dùng một cái tập tác cố định để người ta biểu diễn cái nội dung trên một cái website của trên một giờ. Ví dụ như là thẻ DIP, thẻ P, thẻ A, thẻ gì đó đúng không? Có một cái tập mà cố định rồi. Đó. Thế thì khi mà chúng ta dùng HTML, HTML thì thường là người ta không dùng HTML để người ta định nghĩa cái dữ liệu, mà chủ yếu HTML nó chỉ sử dụng để trình bày cái nội dung của một cái website trên browser thôi. Cho nên là khi mà dùng HTML để biểu thị dữ liệu thì nó lại trở nên hơi bất cập, nó sẽ có một vài cái điểm khó khăn cho cái việc là dùng HTML để biểu thị một cái dữ liệu nào đó. Vì bản thân HTML nó không có cái tập tác để người ta biểu thị được một cái dữ liệu, cho nên là khi chúng ta dùng HTML ta biểu thị dữ liệu thì hơi khó cho người xem. Đặc biệt là những người mà họ không chuyên về HTML thì khi họ nhìn cái file HTML họ rất là khó để có khả năng thêm cái dữ liệu vào hoặc bớt cái dữ liệu đi. Thế thì HTML nó sinh ra đời để nhằm khắc phục cái việc cái nhược điểm đó của HTML, và nó cũng HTML cũng ra đời để nhằm cái mục đích đó là truyền tải dữ liệu trên Internet, và cũng được phát triển từ những năm khoảng những năm đầu 1990. Thực ra mà nói thì HTML sinh ra cũng là phục vụ cho mục đích là dùng dùng cho cái website của ngoài web mà đấy,
bản thân nó cũng được phát triển bởi cái World Wide Web Consortium, tức là liên hợp các cái tổ chức chuyên phát triển các cái website. Nó hỗ trợ cho HTML trong việc là lưu trữ cái dữ liệu thế thì HTML nó khắc phục một cái nhược điểm của HTML khắc phục cái nhược điểm của HTML ở đây, đó là nó có cho phép người dùng định nghĩa cái tập tác của nó ra. Tập tác thì người dùng thích định nghĩa tác nào cũng được, đúng không? Cho nên nó linh động hơn HTML một chút. Tuy nhiên thì nó lại hơi kém HTML ở cái chỗ là nó không chuyên nghiệp trong cái việc là hiển thị cái dữ liệu của lên cái browser. Mặc dù là cũng có một vài cái cách để chúng ta có thể hiển thị dữ liệu của HTML trên browser, tuy nhiên mà nó không được tốt bằng HTML. Rồi sau này phần sau chúng ta cũng sẽ được học các cái phương pháp để chúng ta hiển thị file HTML trên browser như thế nào. Cái lợi ích của HTML thì tôi đã vừa mới trình bày, tôi đã nói về cái phần trước rồi. Rất là general trong cái việc là chúng ta có khả năng sử dụng HTML để chúng ta lưu trữ cái dữ liệu, các bạn thích lưu trữ dữ liệu của bất cứ một cái lĩnh vực gì cũng đều có thể dùng được hết, bởi vì là chúng ta có thể định nghĩa cái tập tác riêng của chúng ta, cho nên là người dùng HTML có khả năng định nghĩa dữ liệu của bất cứ cái chuyên của cái lĩnh vực gì, và nó cũng sẽ có một cái thiên hướng về hướng đối tượng, bởi vì là trong khi chúng ta viết thiết kế cái cơ sở dữ liệu dùng HTML, chúng ta cũng sẽ có thể thiết kế được theo kiểu hướng đối tượng, tức là trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta có những cái đối tượng gì. Ví dụ như chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu của sinh viên thì chúng ta thấy là chúng ta cũng có object của sinh viên, thì chúng ta cũng sẽ có một cái chút về hướng đối tượng ở trong cái HTML này. Rồi thì đây là xong cái phần đầu tiên về overview và history của HTML. Thì sang cái phần thứ hai, ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu một chút về cái cấu trúc của HTML. Thì một cái file HTML của chúng ta nó sẽ có cái cấu trúc như thế nào. Thì đây là một cái cấu trúc căn bản của một cái file HTML. Nó bao gồm có hai phần chính. Phần nhất là phần document prolog, là phần mở đầu của HTML, và phần thứ hai là phần document content, là nội dung của một cái file HTML. Trong cái phần mở đầu thì nó sẽ lại có hai cái phần nhỏ. Phần thứ nhất là một cái phần HTML declaration, các bạn nhìn thấy là phần bên trên cùng bao giờ cũng sẽ có một cái dòng HTML version 1.0, encoding và bao nhiêu đó. Đây là UTF-8 hoặc là anti gì đó, được chưa? Chúng ta nhìn thấy ở đây phía trên này. Cái phần thứ hai của một cái file HTML như ban nãy tôi có nói, đó là chúng ta có khả năng rộp cái rule của cái file HTML vào trong cái file HTML ấy luôn. Cái phần này nó gọi là phần document type definition. Đây, phần bên trên này, phần document type definition. Đây, các bạn nhìn thấy là nó định nghĩa cái nội dung của cái file HTML. Ở trên này nó định nghĩa rằng là trong cái file HTML của ta nó sẽ phải có một cái element là node này. Trong cái element node chúng ta sẽ có các element con là to, from, heading và body, đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là ở phía bên dưới này, cái nội dung của file HTML của ta cũng sẽ phải tuân thủ phía bên trên theo cái rule này. Nếu như mà chúng ta viết cái file HTML bên dưới nó không tuân thủ đúng cái rule này thì nó sẽ báo lỗi. Cho nên là ở đây cũng coi như là cái thiết kế cái cơ sở dữ liệu của HTML của ta phía bên trên này. Yeah. Thì cái phần DTD này sang cái lecture thứ hai chúng ta sẽ được học sau. Rồi xong sang buổi thứ năm chúng ta sẽ được học về cái cách viết DTD này. Xong còn hiện tại chúng ta cứ bỏ qua nó đi nhé. Yeah. Thế còn phần bên dưới là cái document content thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái có rất nhiều những cái tag phía bên trong các cái tag thì nó sẽ có nội dung của cái tag đó. Đây, ví dụ là có tag node này, to này, from này, heading này, body này. Thế thì trong cái này nó sẽ có duy nhất một cái root element, để các bạn thấy là trong này nó chỉ có duy nhất một cái root element là element node, và tất cả các cái element khác nó đều phải nằm trong cái root element này. Tuyệt đối là không được phép có hai cái root element. Đây chúng ta có thể xem thử nhé. Tôi vừa nói vừa làm luôn, chúng ta xem nhé. Vừa nói vừa demo luôn.
Ta như là một cái file KML này. Đó. Thì khi ta như là một cái file KML thì ngay lập tức là nó sẽ có sẵn. Cái này nó là browser, nó là cái editor chuyên nghiệp cho KML, cho nên là khi bạn như là một cái file KML thì ngay lập tức nó có sẵn cái này. Nhưng còn đôi khi là có những cái editor khác nó không chuyên nghiệp ấy, thì khi bạn new được cái file email nó không có cái phần này, các bạn phải tự code được chưa? Thì cái này nó chuyên nghiệp hơn, cho nên là các bạn thích thì các bạn có thể download cái phần mềm này về, nó hỗ trợ tốt hơn là những cái editor khác. Xếp nó vào cái đây này rồi. Thì đây là cái query declaration này, chúng ta có cái định nghĩa của nó đó là hỏi chấm XML này, và cái version bằng 1.0 này là mặc định này. XML của ta thì kể từ khi ra đời đến bây giờ, khoảng từ năm 1990 đến bây giờ là đã là khoảng 30 năm rồi đúng không? 30 năm mà nó vẫn còn là version 1, vẫn mặc định là version 1 luôn, bởi vì nó không có gì thay đổi nhiều. Đó, encoding này, tí nữa chúng ta sẽ xem quay lại cái phần với cái email declaration này sau. Yeah, chúng ta sẽ cái phần thứ hai thì là có cái phần về DTD. Thế tuy nhiên là chúng ta chưa học DTD, cho nên là chúng ta cũng bỏ qua cái phần này, chúng ta sẽ viết về cái phần nội dung này. Yeah. Node này. Này. From này, đúng không? Heating này. Và body này. Đây. Thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái node thôi. Duy nhất một cái root element. Không thể được phép có hai cái element ở đây. Ví dụ là tôi ở dưới tôi thêm một cái root element nữa nó ở đây, thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi, bởi vì là chúng ta ở đây không đúng cái chuẩn tắc của một cái file email là chỉ có một cái root duy nhất. Ở đây các bạn thấy là có hai cái root ở đây, nó không đúng cái chuẩn tắc cho nên nó báo lỗi luôn. Nhớ là chúng ta sẽ chỉ có một cái root duy nhất và root node duy nhất, và tất cả các cái element khác nó phải nằm trong cái root element này nhé. Tất cả các element của chúng ta thì nó đều phải có mà tác đóng và tác mở, và phía bên trong cái tác đóng và tác mở giữa nó là cái nội dung của cái tác đó. Thực ra thì cũng có một vài cái element nó đặc thù, nó không có tác đóng và tác mở, nó đang được gọi là empty element. Tôi lấy ví dụ như thế này, khi chúng ta để như thế này thì các bạn thấy là cái element heading này nó không có tác đóng mà nó chỉ có tác mở, và nó sẽ có dọc chéo luôn, cái này là cả tác đóng và tác mở luôn, thì cái này được gọi là empty element, là một element trống, không có nội dung nha. Đó. Thì cái này trong HTML chúng ta cũng gặp một vài cái tag như kiểu như thế này. Trong HTML chúng ta gặp một cái thẻ image đúng không? IMG là cái thẻ nó sẽ là empty element, nó không có nội dung và phía bên trong cái thẻ đó đúng không? Thế thì khi mà chúng ta viết cái nội dung của một cái file email thì nó sẽ phải có nhiều cái chuẩn tắc, mà ở đây chúng ta có một cái rule nó được gọi là XML well form, nó xác định cái chuẩn tắc để chúng ta viết một cái file XML. Thứ nhất đó là cái XML của chúng ta là cái dạng nó là case sensitive, nó là ngôn ngữ dùng case sensitive, tức là nó có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Cho nên là khi các bạn code thì các bạn nên để ý đó là những cái thẻ chúng ta nếu mà nó viết hoa thì viết giống nhau nhá, viết giờ viết giống nhau. Nếu chúng ta viết khác nhau thì các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi. Ví dụ như nốt ở phía bên trên này là tôi dùng hoàn toàn là chữ thường, nếu phía bên dưới này tôi lại dùng một chữ hoa ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi, bởi vì nó không đúng cái chuẩn tắc chúng ta là nó là case sensitive, ở đây có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Hoặc là có một vài đã từng có một vài trường hợp đây là các bạn viết chữ version này, nhưng các bạn viết chữ version viết hoa như này thì nó cũng là chữ sai nhé. Viết version là bắt buộc phía bên trên này đều là phía viết thường hết nhé. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là tất cả các thẻ đều phải có thẻ đóng và thẻ mở, thì vừa mới nói rồi này. Các cái việc thẻ đóng và thẻ mở này nó cũng phải đúng cái thứ tự đóng mở của nó, không được phép overlap. Overlap là thế nào? Overlap hay là này, ví dụ thế này là overlap này, tôi để cái định này vào đây.
các bạn nhìn thấy là cái trường hợp như thế này là hai cái thẻ body và heading của chúng ta nó bị overlap với nhau, nó bị chồng chéo lên nhau và không biết là thẻ nào nằm trong thẻ nào. Đúng không? Đấy, mặc dù thẻ heading thì mở trước nhưng mà thẻ body thì lại đóng sau cùng, cho nên là không, nó không biết là thẻ nào nằm trong thẻ nào. Thì cái trường hợp này nó được gọi là overlap. Đó, các cái thẻ con thì phải nằm hoàn toàn trong thẻ cha, không được phép overlap như này. Ví dụ như là chúng ta để cái heading ra ngoài như này thì cái body của chúng ta nó sẽ là thẻ con của thằng heading, đúng không? Đó. Đây là cái ví dụ về cái việc overlap mà trong HTML. Việc đặt tên một cái tag trong HTML thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái việc đặt tên của nó. Tên của một cái tag HTML thì nó mặc dù không có giới hạn về độ dài, thế nhưng mà chúng ta phải tuân thủ cái việc đặt tên tag trong HTML giống như là chúng ta đặt một cái tên biến vậy. Các bạn code C thế nào, đặt biến như thế nào thì các bạn đặt tên tag HTML như thế. Thứ nhất là chúng ta không được phép mà dùng những cái ký tự đặc thù. Đây, ví dụ như là chúng ta dùng những cái từ như là dấu hỏi chấm chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta không được phép dùng những cái từ đặc thù này. Không được phép có dấu cách này. Nhờ? Cái thứ hai nữa, mà thậm chí cả cái dấu cách ở đằng sau này, chúng ta cũng phải để ý này. Không nên dùng có những dấu cách đằng sau, mặc dù nó không có lỗi nhưng mà chúng ta không nên dùng những dấu cách ở đằng trước và đằng sau như thế này. Nhờ? Cái thứ hai nữa là chúng ta không được phép có cái dùng số ở đầu tiên. Đấy, các bạn thấy là không được phép dùng số ở đầu tiên. Chúng ta không đấy là một vài cái quy tắc về đặt tên cái tag trong cái email. Tốt nhất là chúng ta nên đặt tên theo các bình thường thôi, cũng nên không nên đặt tên nó quá là kỳ quặc, đúng không? Rồi. Cái phần tiếp theo của chúng ta đây đó là cái phần đến đây các bạn có cái câu hỏi gì không nhỉ? Có cái vấn đề gì thắc mắc ở đây không? Có vấn đề gì mà không hiểu ở đây không? Không ạ. Rồi. Tiếp này. Tiếp là về cái email document life cycle thì đây là cái vòng đời của cái file email, thực ra nó chỉ là cái lý thuyết thôi. Em đi. Ra đây nó chỉ là cái lý thuyết thôi. Thì là cái email bắt nguồn từ một cái người lập ra cái file email này, họ dùng cái editor, ví dụ như là dùng Oxygen hoặc là dùng Notepad hoặc là dùng bất cứ cái gì đấy, họ lập ra một cái file email, họ tạo ra một cái document. Cái document này sẽ được chuyển đi đến cái end user. End user dùng parser, một cái parser, thì cái parser này sang phần sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Cái parser này sẽ lấy cái dữ liệu trong cái email và hiển thị nó trên browser. Thì đây là cái vòng đời của cái file email. Thế thì trong cái này nó sẽ có ba cái quan trọng ở đây, đó là chúng ta thấy là nó sẽ có một cái editor để chuyên code email này, một cái parser để lấy dữ liệu từ cái file email ra, và một cái browser để hiển thị cái file email. Thì editor thì nó cũng giống như là cái IDEA code của chúng ta vậy, nó sẽ hỗ trợ cho cái người viết email cho nó dễ dàng nhất. Ví dụ như chúng ta thấy là cái Oxygen này nó hỗ trợ khá là tốt này. Rồi. Nó sẽ tự động đóng tag và mở tag này, kiểm tra cái validation của file email xem nó có đúng với chuẩn tag hay không này, thậm chí nó có khả năng validate được cái email xem nó đúng cái DTD và schema. DTD và schema là hai cái phương pháp mà chúng ta dùng để chúng ta thiết kế cái email, cái cơ sở dữ liệu dùng cái email sao cho nó có một cái rule chung, tất cả mọi người đều phải tuân theo cái rule đó để chúng ta không bị nó loạn lên. Ví dụ thế này này, nếu như mà tôi đẩy như này, tôi không có cái rule như này, thì nó không có cái rule như là trong cái phần DTD đằng trước như thế này, thì khi thêm cơ sở dữ liệu vào thì có người thích viết hoa, có người thích viết thường, tức là có người thì dùng viết thường như thế này, có người lại thích viết viết hoa kiểu như này, thì nó sẽ, các bạn thấy nó sẽ rất là loạn. Chúng ta sẽ phải có một cái rule chung ở đó cho tất cả mọi người dùng chung cái file email này, thì phải có cái rule để họ tuân theo đúng cái rule đó, đúng không? Chứ nhìn thế này, chỗ thì viết hoa, chỗ thì viết thường, nhìn rất là loạn, đúng không? Thì cái DTD và schema là hai cái cho phép chúng ta thiết lập cái rule đó để mọi người đều phải tuân theo. Thì sang cái phần sau chúng ta sẽ được học DTD và schema sau. Một cái nữa đó là schema bây giờ nó khả năng
highlight các cái color trên nick email syntax lên, ví dụ như là nó bị nó highlight là cái tag màu gì, data thì màu gì, thậm chí có những cái khác nữa, ví dụ như các entity thì màu gì, các cái attribute thì màu gì, nó sẽ khác nhau. Tôi lấy ví dụ thế này, tôi có một cái attribute thế này, thì các bạn thấy là nó sẽ highlight các cái nội dung trong cái file email sao cho nó dễ nhìn. Đó thì nó cũng giống như là một cái idea để là code thôi. Đó. Thế còn trong ba cái phần này ngoài editor đó, chúng ta còn thêm một cái parser nữa. Thì các cái parser chúng ta được học trong cái phần bắt ban email ở giữa cái môn học này. Cái parser này sẽ đọc cái file email ra và lấy được những cái thông tin trong cái document, đồng thời cũng có thể kiểm tra xem cái document của ta có đúng chuẩn tắc và có đúng cái rule mà ta được viết cho cái file DD hoặc schema hay không. Thì các cái parser này được chia thành hai cái loại parser. Cái loại parser đầu tiên là non-validating parser. Non-validating parser nó chỉ check cái email của ta có đúng của chuẩn tắc hay không, có đúng cái chuẩn tắc trong cái file email. Thì là ví dụ như là nó có đúng cái rule của cái web form hay không thôi. Thế còn bản thân cái non-validating parser này nó không kiểm tra được cái file email của ta nó có đúng cái rule trong cái DTD hoặc schema hay không. Đây thì còn cái validating parser thì nó lại có thể làm được cái việc đó. Tuy nhiên non-validating parser thì lại có một cái ưu điểm, đó là nó bắt nhanh hơn cái validating parser, bởi vì nó không phải check, mà nó không phải check cái email với cái rule trong DTD và schema, cho nên nó sẽ nhanh hơn. Thì hai cái này nó đều có ưu và nhược điểm cả. Ở đây các bạn tùy vào từng cái mục đích của người sử dụng mà họ sẽ có thể chọn validating parser hoặc là non-validating parser. Thế thì có rất là nhiều các loại parser ở đây của chúng ta. Điển hình một vài cái parser thế này, Crimson parser là của Aperture này, Sunset parser là của parser của C C cộng cộng, đấy, C cộng cộng, C và C cộng cộng. Thế còn Oracle XML parser là của Oracle này, MS XML parser là của Microsoft này, đấy, MS là viết tắt của chữ Microsoft XML, chữ parser của Microsoft này. Nhưng mà chúng ta lại chỉ học cái bộ này, chúng ta sẽ học cái bộ parser nằm trong cái GXP này. Trong cái GXP này nó sẽ có một vài cái parser, nó là những cái parser dùng Java API để code cái parser đó. Thì nó cũng khá là nhiều cái loại parser nằm trong cái GXP này, ví dụ như là có sách, có DOM, có GDOM, G4DOM, rồi chúng ta sẽ có stack parser, có GXP, có rất là nhiều các loại parser nằm trong cái Java API for XML này. Tại sao nó lại có nhiều cái parser đến như thế? Bởi vì là nó sẽ có nhiều cái parser phục vụ cho nhiều cái mục đích khác nhau. Sang cái phần đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái parser đấy thì nó sẽ dùng cho những cái mục đích gì, khi nào chúng ta dùng cái parser nào nhé. Ở đây là cái parser. Thế còn về cuối cùng là cái browser. Thì browser thì như vừa nãy trong cái phần introduction tôi cũng đã nói rồi, trong cái browser thì tôi xác kết là các bạn nên dùng Chrome hoặc là Edge hoặc Safari cũng được. Chúng ta không tránh dùng những cái parser nó không chính thống, ví dụ như Cocos chẳng hạn. Mặc dù là đa phần các cái parser bây giờ thì nó đều có thể hiển thị được file XML rồi. Tất cả các parser bây giờ đều có thể hiển thị được file XML. Các bạn chỉ cần cầm ném cái file XML của ta vào cái parser là nó sẽ hiển thị ra cái nội dung của ta. Đây như thế này thì các bạn thấy là cái browser của ta đều các cái browser đều có thể hiển thị được cái nội dung của file XML rồi. Mặc dù là nó hiển thị được, thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy là nó có thông báo luôn này, file XML này does not appear have any style information associated with it, tức là nó chưa có cái style, cho nên là nó hiển thị theo dạng XML tree, được chưa, cái cây phân cấp XML. Sau này đến cái phần sau chúng ta cũng sẽ có cái phương pháp để chúng ta có thể hiển thị được cái email của ta theo như là một cái website vậy. Chúng ta có thể có hiển thị theo dạng bảng, chúng ta có thể hiển thị theo dạng bất cứ cái dạng gì như là một cái website vậy.
dùng các cái phương pháp như là CSS hoặc là XSL để ta hiển thị lên. Đây, ví dụ như thế này này, tôi lấy ví dụ như các bạn thấy là có hiển thị để một cái file Gmail, nó giống như một file giống như là một cái file giống như là một cái website này, personal. Đây, các bạn thấy là nó hiển thị Gmail theo dạng như này, các bạn thấy đã giống cái website chưa, nó không còn là file Gmail nữa rồi. Đây, nó hiển thị theo dạng như này đó. Hiển thị theo dạng bất cứ cái dạng gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta đều có thể làm được nhá. Rồi, về dữ liệu trong XML thì nó có hai cái dạng dữ liệu chính thôi. Nó có hai cái dạng dữ liệu, đó là phần phần data và phần markup. Thế thì hai cái dạng dữ liệu này nó tí nữa nói sau về hai cái dạng dữ liệu này nhỉ. Rồi, create một cái file XML thì đơn giản rồi. Thật ra không cần phải nói nhiều về cái phần này lắm. Create XML thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải có cái phần đầu tiên là phần XML declaration này. Sau đó chúng ta sẽ có một cái root XML và chúng ta viết tất cả cái file XML trong cái root đó, và cuối cùng là verify cái document của chúng ta xem nó có đúng với chuẩn xác hay không. Thì cái đầu tiên là XML declaration thì nói qua một chút về cái phần này. Cái version này là mặc định là 1.0 này, XML version mặc định là 1.0 rồi đúng không? Cái phần encoding thì chúng ta có nhiều cái loại encoding, ví dụ như là chủ yếu nhất là dùng UTF-8 hoặc là UTP-8 gì đó. Chúng ta có nhiều cái dạng dạng encoding của chúng ta. Đây ví dụ như là đây là UTF-8, còn UTP-8 này nó không có gì đặc thù lắm. Cái thứ hai, cái thứ cuối cùng của ta ở đây đó là cái standalone, cái option standalone này nó có hai cái giá trị thôi, yes hoặc no. Đó. Default của nó là no, nếu như không có thì nó là no. Tôi lấy ví dụ thế này, ở đây nó không có này, bạn thấy là không có standalone thì nó là no. Thế còn chúng ta có thể có thêm cái standalone ở đây, bằng yes chẳng hạn. Cái standalone này là cái gì? Thì cái option standalone này nó thể hiện rằng là cái file email của ta là độc lập hay không độc lập. Nếu như standalone bằng yes thì tôi cũng hiểu là cái file email của ta là độc lập và nó không có reference ra cái file email ngoài. Thế còn standalone bằng no thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái file email này có khả năng sẽ reference ra một cái file email ngoài đấy, cho nên là chưa thể có thì có, không có không. Riêng hai cái phần đằng sau này thì có là optional, có thể có cũng được, không có cũng được. Đây chỉ có duy nhất một cái version này là bắt buộc phải có, riêng cái version này là bắt buộc phải có nhá. Còn là riêng hai cái đằng sau này là optional. Cái version này nếu như các bạn không có thì các bạn sẽ đã báo lỗi luôn, đúng không? Đấy. Chỉ có duy nhất cái version này là bắt buộc phải có, thì còn riêng còn hai cái phần đằng sau thì không nhất thiết. Về cái việc creating email thì bữa nay chúng ta đã có cái rule ở phần đằng trước rồi, cho nên là không nói lại về cái rule nữa nhé. Những cái rule như là chúng ta sẽ chỉ có phải có ít nhất một cái root element. Các cái element khác phải nằm trong cái root element này. XML thì là tag là case sensitive, cho nên là phải để ý viết hoa với thường phải giống nhau. Cái việc đóng tag đóng và tag mở thì phải chính xác, không được lồng vào nhau, không được overlap ở đây. Và đặt tên cho tag thì cũng giống như đặt tên cho một cái biến vậy. Quy tắc đặt tên thì bạn đã nói rồi, đúng không? Rồi. Thì verify cái email xem nó có đúng chuẩn tắc hay không, thì ở đây chúng ta sẽ có khả năng phải dùng đến những cái editor nó chuyên nghiệp như thế này để chúng ta có thể verify. Ở đây các bạn sẽ thấy là để verify được thì chúng ta có khả năng dùng đến cái phần bên trên này, đây nó có cần validate này. Nếu như ta có cái email cái có DTD hoặc schema, chúng ta có thể dùng validate để chúng ta validate một cái email nó đúng, cái email của ta có đúng cái chuẩn mà đã đặt ra trong cái file DTD hoặc là schema hay không. Còn nếu như không thì chúng ta có thể chỉ cần check waveform thôi. Thì đây cũng sẽ có cái option để chúng ta check waveform đây. Check waveform thì nó sẽ báo luôn là document waveform. Đây được chưa? Và đấy là cái bước verify cái file email của ta. Thế còn trong cái email thì chúng ta sẽ có thêm cái comment. Cái comment thì trong này chúng ta cũng có thể có comment, comment nó hơi khác biệt với lại
cái comment của những cái ngôn ngữ khác, nó giống comment trong trong HTML. Đó, cái comment này thì nó hơi hơi lằng ngoằng, hơi phức tạp, các bạn có thể thấy đây. Đó. Cái này nó chỉ có duy nhất một cái block comment thôi, không có like comment. Nghe đó. Và nó khá là lằng ngoằng. Không giống như là những cái ngôn ngữ như là C, cái việc comment nó dễ dàng hơn, sọc sọc và sọc sao. Tôi thích cái comment của C hơn, nó dễ dễ viết và cũng sẽ dễ bỏ đi hơn là những comment kiểu như thế này. Rồi, một cái nữa đây đó là cái processing injection. Thế thì cái processing injection này mục đích là để hiển thị chỉ thị cho cái browser hiển thị cái nội dung của file HTML theo cái phương pháp gì đó. Ví dụ như là đây các bạn thấy là có một cái processing injection, đó là nó dùng cái style sheet, nó hiển thị cái file HTML theo dạng XML. Thì sang cái phần sau khi học XML chúng ta sẽ nói kỹ hơn một cái phần processing injection là sao. Ở đây chúng ta sẽ chưa có ở đây. Đây ví dụ như là tôi có một cái processing injection như thế này. Hỏi chấm đây HTML style sheet type bằng text trên CSS và href là một cái file file CSS nào đó chẳng hạn. Đây, đây là cái dạng một cái processing injection. Thì sang phần sau khi tôi học đến CSS và XML tôi sẽ nói cụ thể hơn về cái phần processing injection này sau nhé. Về data thì tạm thời thì trong XML nó chỉ có hai dạng data thôi. Thứ nhất là C data và PC data. C data là cái dữ liệu dạng text như thế này. Cái dữ liệu nằm giữa hai cái tag thì được gọi là C data. Thế còn những cái dữ liệu khác thì là gọi là PC data, ví dụ như là cái thẻ này này. Và được gọi là PC data này. Rồi cái attribute này cũng được gọi là PC data này, được chưa? Tất cả những cái gì là cái dữ liệu ở giữa hai cái tag thì được gọi là C data, còn lại những cái khác thì gọi là PC data, được chưa? Đấy, PC data là path character data. Đấy, path character data khi là khi những cái parser nó path những cái file HTML, đọc những cái file HTML thì nó sẽ đọc những cái PC data này lên để nó biết chỗ nào là tag, chỗ nào là dữ liệu, được không? Đây, chỉ nó chỉ có hai loại thế này thôi. Dữ liệu trong file HTML thì hiện tại nó hơi nghèo nàn. Mặc dù là sang đến cái phần đằng sau khi chúng ta học đến schema thì cái dữ liệu nó sẽ phong phú hơn chút. Đây, PC data đây, path character data để các bạn có thể thấy. Đó. Thế còn C data là character data thông thường, do character data thông thường. cái character này sẽ không bị parser loại bỏ đi để lấy dữ liệu. Chúng ta cũng khoảng biến những cái PC data thành C data. Ở đây người ta có một cái cấu trúc để người ta thêm và cấu trúc để biến cái PC data thành C data sử dụng cái cấu trúc như này. Đây các bạn thấy có cái cấu trúc đây, tôi cho các bạn xem. Đây bình thường ở đây là cái tag đúng không? Đây là cái tag. Thế nhưng mà chúng ta có khả năng sẽ biến cái dữ liệu này thành cái C data thông thường thôi. Ví dụ thế này, tôi dùng một cái cấu trúc như này. Đây cấu trúc C data đây. Tất cả cái dữ liệu nằm trong cái ngoặc này, nằm ở giữa này thì đều là C data thông thường. Đây các bạn thấy rằng này. Đây. Đó. Thì bây giờ nó không còn là tag nữa, nó chỉ còn là C data thông thường thôi. Cái cấu trúc này thực ra nó sinh ra để viết những cái dữ liệu mà có khả năng sẽ có những cái ký tự đặc thù, ví dụ như là ký tự mở ngoặc đóng ngoặc như thế này là những ký tự đặc thù. Chúng ta sẽ không được phép viết những cái ký tự đặc thù này ở trong cái dữ liệu của chúng ta trong file HTML, bởi vì khi chúng ta viết những cái ký tự này thì nó sẽ sinh ra lỗi. Các bạn thấy ở đây ví dụ như thế này, nó sẽ sinh ra lỗi bởi vì là bản thân cái ký tự này thì nó sẽ cái HTML editor hoặc là parser nó sẽ hiểu rằng là cái phần này là cái phần là mở tag. Thế nhưng mà ở chỗ này thì chúng ta lại không được phép mở tag ở đây. Mở tag ở đây nhưng là không thể có đóng tag, rõ ràng nó bị lỗi đúng không? Thì đây đó chúng ta không được phép dùng những ký tự này. Muốn dùng những ký tự này thì có hai cái cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng cái C data này. Cách thứ hai là chúng ta dùng những cái entity có sẵn. Thì C data thì tôi vừa nói đây rồi.
Ở đây các bạn đã hiểu cái cách dùng cái này chưa? Có vấn đề gì thắc mắc ở đây không nhỉ? Ờ, được chưa? Được rồi. Có hai cái cách, hai cách nhé. Cách thứ nhất là dùng CData này. Cái cách thứ hai là chúng ta có một cái khái niệm được gọi là khái niệm về entity. Cái entity này nó cũng cho phép chúng ta ghi viết những ký tự đặc thù như thế trên trong cái file email của chúng ta. Đây ví dụ như thế này này, nếu chúng ta dùng cái file cái ký tự như thế này, ví dụ như thế này ở trong cái file email thì nó sẽ bị báo lỗi, và khi nó hiển thị trên browser thì các bạn cũng thấy là nó sẽ báo lỗi, nó sẽ báo lỗi bởi vì bản thân cái file email của ta nó bị báo lỗi mà. Đây thì giả sử chúng ta muốn có một cái ký tự như thế này trong file email của ta, nội dung email của ta, thì chúng ta có khả năng dùng CData như thế này. Hoặc là cái thứ hai là chúng ta có khả năng dùng đến các entity. Thì entity ở đây nó có hai dạng entity. Thứ nhất đó là các entity built-in trong có sẵn trong email, được định nghĩa sẵn. Cái loại entity thứ hai đó là cái entity mà chúng ta sẽ tự định nghĩa ra. Thế thì entity ở đây là một cái thay thế cho một cái đoạn text ở đó, thay thế nhé, thay thế cho một đoạn text ở đó. Bất cứ được cái đoạn text gì chúng ta muốn, chúng ta có thể định nghĩa nó bằng cái entity để thay thế. có nhiều cái trường hợp mà chúng ta dùng thay thế như này, ví dụ như là chúng ta có một cái text gì đó chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần trong cái file XML của chúng ta, và lần sau chúng ta muốn chúng ta viết ở đấy định nghĩa một cái file XML, lần sau chúng ta muốn sửa đổi nó chẳng hạn, thì cái việc sửa đổi nó sẽ dễ dàng hơn là ta phải đi lần mò hết phía bên dưới chúng ta sửa đổi hết các cái entity đó, mà chúng ta chỉ cần sửa đổi một lần duy nhất là được. Cái thứ hai nữa là entity nó tránh được việc là dùng cái đoạn text rất là dài ở trong cái document của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như thế này, chúng ta có một cái text như thế này chẳng hạn. Đây, chúng ta có một cái text rất là dài như thế này ở trong này, thì nhìn nó rất là khó chịu. Thì thay vì thế, chúng ta có thể định nghĩa cái đoạn text này bằng một cái entity để chúng ta loại bỏ đi. Thế thì nó sẽ rất là ngắn, ngắn hơn rất là nhiều. Cái text này chúng ta có khả năng sẽ để nó ra một cái file khác, được chưa? Để nó ra một cái file khác. Thì đấy là cái tác dụng của entity. Thế thì entity nó viết như thế nào? Thì cái phần entity, định nghĩa entity riêng thì sang cái phần DTD tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Còn lại bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách viết một cái entity được định nghĩa sẵn. Ở đây ví dụ như là chúng ta muốn có ký tự như thế này trong cái document của chúng ta, thì ở đây nó cũng sẽ có một vài cái entity ở đây. Cái entity thì luôn luôn có một cái cấu trúc ở đó, là tên entity và kết thúc một cái chấm phẩy. Đó. Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc đó là và này, tên entity và chấm phẩy. Thì ở đây chúng ta có một vài cái entity được định nghĩa sẵn ở đây. Đây. Ví dụ chúng ta muốn có một cái mở ngoặc thì chúng ta có thể dùng cái LT này, được chưa? LT là less than, tức là nó nhỏ hơn, cái này là ngoặc nhỏ hơn đấy. Thì khi ta dùng viết entity như thế này thì chúng ta hiển thị trên browser thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái ngoặc ở đây, đấy, cái ngoặc ở đây, được chưa? Tôi thêm vào đây nhiều cái cho các bạn nhìn nhé. Thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái file email có những cái ký tự đặc thù ở đây mà nó không bị báo lỗi, thì đấy là cái những cái built-in entity chúng ta có thể dùng, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn có thể có những cái entity khác tự định nghĩa ra, sang hôm sau chúng ta sẽ nói đến cái phần đó sau. Đã hiểu cái entity này là cái gì chưa các bạn? Rồi. Rồi. Một cái nữa đây đó là cái attribute. Thế thì attribute là những cái thông tin thêm vào trong cái nội dung của file email. Attribute nó sẽ nằm trong tag mở. Thì cái cấu trúc của một cái attribute bao giờ cũng sẽ là cái tên attribute này bằng này và mở ngoặc, trong cái ngoặc nó sẽ là cái value của attribute. Thì cái cao này chính là một cái attribute này. Để ví dụ như là cái language của ta đây là một cái attribute chưa? Bao giờ nó cũng sẽ nằm trong cái tag mở như thế này.
Thì cái này chị người chắc là các bạn đã quen rồi, các bạn viết ở rất là nhiều nơi rồi, cho nên là cái này cũng không có cái vấn đề gì nhá. Cái khái niệm cuối cùng của chúng ta ở đây đó là cái khái niệm về namespace. Namespace thì nó là cái không gian tên, được không? Chúng ta dịch ra là không gian tên rồi đó. Đã từng từng sử dụng những cái khái niệm về namespace rồi, thì mà chắc là các bạn không để ý thôi. Trong C# chúng ta đã từng biết đến namespace rồi đúng không nhỉ? Trong C# đã bao giờ từng dùng using namespace rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, nhưng mà có biết cái có hiểu cái namespace đấy, cái ý nghĩa của nó là cái gì không? Có bao giờ hiểu cái ý nghĩa của cái namespace đấy là cái gì không? Không hiểu à? Thế thì cái namespace là một cái không gian tên để nó tránh xung đột giữa cái việc đặt tên các cái tên của các cái resource hoặc là tên của các cái attribute hoặc là document gì đó, nó tránh bị xung đột với nhau. Khi mà có hai hoặc nhiều người làm chung trong một cái project chẳng hạn, thì khi đó thì họ khả năng sẽ dễ dàng họ xung đột với nhau với cái việc đặt tên. Tôi lấy ví dụ thế này này. Trong một cái dự án mà nó có hai cái người họ làm trong cùng một dự án nhưng mà làm độc lập với nhau, thì khi họ làm trong cái dự án họ đặt tên như thế này. Tôi có một cái phần định nghĩa thế này. Phần định nghĩa đầu tiên là phần về các cái chart, các cái bảng. Thì trong các cái chart chúng ta thấy là nó có nhiều dạng chart. Cái thứ nhất là có dạng chart theo dạng column, dạng cột đúng không? Dạng chart thứ hai là dạng pie, dạng hình tròn đường mánh. Dạng chart thứ ba là dạng dạng table đi. Như vậy chúng ta có nhiều cái dạng chart thế này. Nhưng mà cũng có một người khác họ hoàn toàn lòng độc lập với lại cái người ở phía bên trên, và họ lại làm về cái furniture đi. Cái furniture. Thì trong cái furniture chúng ta thấy là nó sẽ có nhiều cái object. Cái object đầu tiên ở đây đó là có thể là có bàn, có ghế, có giường gì đó đúng không? Có bàn này, có bàn, ghế và giường. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó sinh ra một cái xung đột ở đây. Đó là trong cái chart này chúng ta có một cái object table. Trong cái furniture chúng ta có một object table. Nếu như mà chúng ta có hai cái thư viện chúng ta cùng dùng trong một cái file, một cái project mà lại có cái sự xung đột như thế này, thì khi chúng ta dùng cái table nên người ta không hiểu là cái table này là của furniture hay là table của chart, đúng không? Nếu như các bạn ví dụ như làm C# chẳng hạn, các bạn download cái thư viện bên ngoài về thì rất có thể sẽ bị như thế này, bị cái trường hợp xung đột như thế này. Do đặt tên trùng với nhau, nó ngẫu nhiên nó trùng với nhau như thế này thôi. Đó. Thế thì để tránh cái việc nó trùng với nhau như thế này thì người ta mới phân biệt các cái tên đặt tên resource như thế này bằng cách là dùng cái namespace. Namespace thứ nhất là namespace của chart, thứ hai là namespace của feature. Nếu như chúng ta viết bình thường là table, chúng ta viết bình thường là cái table như thế này thì người ta không hiểu được cái table này là cái chart hay là cái feature. Thế thì ở đây chúng ta dùng cái namespace ở đây chúng ta viết là chart table chẳng hạn, thì được rõ ràng là nó sẽ hiểu rằng là cái table này là thuộc về cái namespace của chart chứ không phải là cái furniture, đúng không? Đấy là cái việc ý nghĩa của việc dùng namespace. Ở đây đã hiểu cái namespace chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái cách gì để chúng ta đây tôi lấy một cái ví dụ cho các bạn dùng namespace như này này. Kỳ trước học Android rồi đúng không? Thì học Android rồi đúng không? Vâng. Trong Android thì các bạn thấy là nó dùng XML để nó thiết kế cái giao diện, của các các cái screen trong Android đúng không? Ở đây. Các activity rồi các cái layout trong Android nó đều dùng XML để nó thiết kế giao diện.
thì các bạn thấy là ở đây người ta cũng có cái namespace đây, các bạn nhìn thấy là nó cũng đã có sử dụng cái namespace đây. Tôi lấy một cái ví dụ thế này, nó có xung đột với namespace này, cũng xung đột với tên này này. Ví dụ thế này này, chúng ta có một cái namespace ở đây là Android 2. Layout hết bằng cái mask parent. Ở phía bên dưới này chúng ta lại có một cái layout hết nữa ở đây. Nhưng mà nó lại không thuộc về cái namespace Android mà thuộc về cái namespace app. Thì các bạn thấy rằng là rõ ràng ở đây nó có sự xung đột về tên, hai cái tên này nó trùng với nhau. Nếu chúng ta không có cái namespace ở đây thì nó xung đột, nhưng mà rất là may là đây người ta có cái khái niệm namespace, cho nên người ta có thể dùng có hai cái layout hết ở đây đều được, không vấn đề gì, đúng không? À, thế thì cái việc dùng namespace đây là chúng ta sẽ cái cấu trúc của dùng namespace ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có cái cấu trúc như này. Đó. Để định nghĩa một cái namespace thì người ta có cái cấu trúc là HTML namespace này, HTML NS là namespace này. Sau đó thì tên của cái namespace này, cái này được gọi là prefix, để cho cái gọi là prefix bởi vì nó sẽ nằm trước cái initial name, cho nên gọi là cái các prefix. Và cuối cùng là nó xác định các cái namespace khác nhau bởi một cái URI như này. Thường thì các URI nó sẽ là tên của cái website gì đó để nó tránh xung đột với nhau. Ví dụ như là các bạn có website riêng thì bạn dùng cái URI của các bạn là website để nó tránh xung đột với website của người khác. Thì đây là cái cách mà ta dùng namespace như thế. Ở đây các bạn thấy là đây chúng ta có cái syntax của namespace đây. HTML này, prefix này. Prefix này có thể không có, và bằng một cái URI nào đó, bằng cái URI nào đó. Đây ví dụ như thế này cho các bạn này. Ví dụ này. Ở đây tôi có một cái namespace như thế này. HTML namespace hai chấm prefix này, prefix bằng một cái URI nào có http hai chấm song song fpt.edu. Đây cái đây chúng ta đang định nghĩa một cái namespace này rồi, và chúng ta muốn dùng cái namespace này cho các cái resource đó trong cái file email của ta thì nó có thể được dùng được. Ví dụ như là ta dùng cái namespace này cho cái ICP của chúng ta, hoặc là chúng ta dùng cái namespace này cho các cái app của chúng ta thì chúng ta đều có thể dùng được. Đấy. Thế thì khi đó chúng ta hiểu rằng là cái ICP này nó thuộc về cái namespace này. Khi chúng ta có thêm một cái namespace nữa này. XYZ đi. Đó đấy. Bằng http abc.com. Thế đây chúng ta có thêm một cái language nữa, xyz thì ta nhìn thấy là hai cái thằng này nó không vấn đề gì, không có lỗi, bởi vì nó thuộc về hai cái namespace hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mà nếu như ta không có namespace ở đây, thì các bạn thấy nó báo lỗi luôn, bởi vì hai cái thằng này nó bị xung đột với nhau, đấy, được chưa? Đây là cái cách mà chúng ta dùng namespace là như thế. Chúng ta sẽ có định nghĩa một cái namespace bằng cái cấu trúc như thế này, HTML namespace này hai chấm này, tên của cái prefix và bằng một cái URI, mình đã phân biệt hai cái namespace bởi một cái URI khác, hai cái URI khác nhau. Rồi. Một cái khái niệm nữa đây đó là khái niệm về default namespace. Thế thì default namespace là thế này. Thì chúng ta thấy là khi mà dùng namespace như thế này thì chúng ta thấy là cứ bất cứ cái gì chúng ta cũng cứ phải viết cái prefix ra, thì nó nhìn nó rất là khó chịu, đúng không? Nhìn rất là khó chịu bởi vì là nó là dài phía bên dưới nữa. Nếu như có HTML của ta có hàng trăm dòng thì bạn nhìn thấy cái prefix của ta nó sẽ nhìn rất là khó chịu. Thì trong cái trường hợp đấy người ta lại có một cái phương pháp người ta dùng default namespace là như thế này. Người ta có thể bỏ cái prefix đi, bỏ tất cả các prefix đi. Bỏ những cái prefix này đi. Thế thì khi chúng ta viết như thế này thì nó sẽ mặc định rằng là tất cả các cái namespace của chúng ta, tất cả các cái thẻ hoặc là các cái resource mà không có prefix thì đều thuộc về cái default namespace này. Có hiểu không nhỉ? Hiểu không?
Thầy nói lại đi. Khi đây nhá, cái này nó gọi là default display bởi nó không có prefix, để cho nó không có cái tên prefix của nó ở đây được chưa? Thế thì khi mà ta viết như thế này thì nó sẽ xác định rằng là tất cả những cái resource khác mà không có prefix ở đằng trước như thế này, các cái thẻ from này, heading này là sẽ thuộc về cái namespace mặc định này, được chưa? À rồi. Ở đây. Thế còn những cái nào mà có prefix ở đằng trước như thế này thì nó sẽ xác định cái namespace của riêng nó, được chưa? Ví dụ thế này là XYZ này thì cái language này là thuộc về cái namespace XYZ này, được chưa? Nó không thuộc về cái default namespace nữa, được chưa? Được. Đấy. Đơn giản thế thôi. Rồi, cái cuối cùng của ta đó là override default namespace. Thì ở đây chính là cái khái niệm về override default namespace. Tôi đã làm cái ví dụ luôn cho các bạn này. Thì bản thân các cái namespace mà là default như này thì nó sẽ xác định những cái nào mà nó không có cái prefix cho nó xác định là nó thuộc về cái default namespace này. Thế còn những cái nào mà chúng ta muốn là nó thuộc về cái namespace khác thì chúng ta dùng luôn ở đây. Dùng luôn ở đây đó là nó cho cái namespace đằng trước nó thì nó sẽ xác định là nó không thuộc về cái default namespace nữa mà nó thuộc về cái namespace riêng của nó, thì cái khái niệm này được gọi là override default namespace, được chưa? Đấy, nó không có cái gì cả. Rồi, thế thì đến đây cũng là hết cái lecture đầu tiên của chúng ta về XML, overview với XML và namespace. Các bạn có cái câu hỏi gì ở đây nữa không nhỉ? Có vấn đề gì thắc mắc ở đây không? Thế là nếu mà có hai cái default namespace thì nó lấy ở cái dưới cùng. Hai cái default namespace á? Vâng. Hai cái default namespace thì hình như là nó sẽ bị xung đột. Không thể nào có hai cái default namespace được em ạ. Không thể có hai cái default namespace được. Chỉ có duy nhất một cái default namespace thôi. Nếu như có hai cái default namespace thì em sẽ thấy nó bị xung đột với nhau. Dạ. Vâng. Ừ rồi, các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Không. Ừ rồi, nếu không có cái câu hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ một lát sang cái slot sau chúng ta học tiếp nhé. Vâng.
Alo. Cái slot này là cái slot chúng ta sẽ làm practice nhé, thì các bạn lên trên CMS đấy. Các bạn download cho tôi một cái bài về để chúng ta làm practice nhé. Ở cái lớp topic 2 này. Ở đây có hai cái bài practice. Bài thứ nhất là bài create một cái file email. Và bài thứ hai là bài debug cái email. Các bạn download hai cái bài này về làm nhé. Cái file email này để các bạn download được thì các bạn click chuột phải vào đây nhé, click chuột phải vào này, sau đó thì ấn save link as, được chưa, save link as, save nó về, được rồi, phải đăng nhập trước. Click vào đây, sau đó ấn save link as. Nó cho phép các bạn save cái file ấy này về. Thì trong cái file email này nó sẽ có lỗi, có một vài cái lỗi, các bạn tìm được cái lỗi ra, xong đó các bạn sửa cái lỗi đó nhá. Đây này, nó sẽ có một vài cái lỗi trong cái file email này, các bạn tìm và sửa những cái lỗi trong file email này. Thế còn cái bài thứ hai là cái bài create một cái file email. Đây các bạn download cái file này về, trong này nó sẽ có data để các bạn create được cái file email này, yeah, nó có hai bài, các bạn bài nào cũng được. Thì cái này là practice thôi, các bạn làm mà không cần phải nộp nhé, được chưa? Vâng ạ. Vâng. Thầy ơi, cái Oxygen đấy nó yêu cầu license gì đấy ạ? Cái gì license gì? Em không biết. Cái app mà cái Oxygen hả? Oxygen. Vâng. Oxygen thì đây. Cái mèo này. Đây cái Oxygen đấy thì em làm thế này này. Thứ nhất là em trong này nó có cái file hướng dẫn crack được nhỉ. Đây trong cái file Oxygen em giải nén ra thì nó sẽ có cái license key đây, để cho cái file license key đây nhìn chưa? Thế rồi. Rồi, em thêm một cái nữa đây là em giải nén cái file ra này ra, trong này nó có cái injection hướng dẫn này, em có thể đọc cái file hướng dẫn này cũng được. Hướng dẫn cái việc ấy này, thứ nhất là em giải nén cái file ra đi ra, giải nén cái file ra này ra, cái file ra này, xong rồi em copy nó vào thư mục library ở trong cái phần bộ cài của em cài đâu thì em vào đây em copy cái file ra này vào trong cái phần cái thư mục library của nó nhé. Tôi cài Oxygen vào đâu rồi. Đây. Thì em copy cái file ra này vào trong thư mục library, cái file oxygen.ra gì đó được chưa? Đây. Đây, copy nó vào đây. Sau đó em nhập license key vào, nhá. Phải copy được cái file ra này vào trong thư mục lib thì mới active được cái license key lên đây nhá. Vâng. Ừ.
Em có thể ví dụ mà cái thẻ campus name của chữ cái thẻ mở ấy, của chữ N viết hoa mà cái thẻ đóng mà không viết hoa cái chữ N đấy có lỗi. Ừ đúng rồi, lỗi mà cái các cái thẻ đóng và thẻ mở nó phải giống nhau, bởi vì là nó nói là cây cây sensitive mà.